Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là cái kênh YouTube Sắc Màu Cuộc Sống. Đây là một cái kênh YouTube mình cùng các bạn trẻ lập ra nhằm giới thiệu những cái trải nghiệm mới, những cái điều bổ ích trong cuộc sống. Mong các bạn xem và ủng hộ mình để cho kênh có đạt được cái lượng sub trong thời gian tới. Đây các bạn thấy chưa, đây là một vườn rau trên sân thượng nhà mình mà mình đã trồng cách đây được hơn một tháng. Và thật ra cái trồng cái rau này chủ yếu là do chị hai nhà mình là bà xã đấy, bà rất là mát tay, bà trồng rau tới đâu là nó lên xanh tốt tới đó. Đây, tất cả các loại hiện nay rau đang vào mùa thu hoạch cũng ăn thường xuyên, và cũng đang chuẩn bị trồng thêm một cái số loại rau mới. Bên cạnh việc trồng rau, các loại rau thì mình trồng các loại lâu thơm vô cái cây lưỡi long. Và như các bạn thấy đây, cây lưỡi long này là rất là nhiều ở miền Trung. Và những cái cây này là mình ăn từ khi mới đẻ cho tới bữa nay đó, tới gần 60 năm rồi, nó rất là tốt. Cho nên là mình cũng trồng lên trên vườn nhà mình luôn.